Ngày 2 tháng 6, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đơn vị này đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ án xảy ra tại nơi nổi danh là Tịnh Thất Bồng Lai. Theo kết luận điều tra này, cả 6 bị can Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Tùng Dương, 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, đều bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị truy tố theo hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã bị khởi tố trước đó. Cụ thể, kết luận điều tra nhận định bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức, chỉ đạo để hai bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có hai kênh YouTube Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official. Các bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị can Vân để dàn dựng, biên tập video có chứa đựng nội dung xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo, luật pháp. Còn bị can Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lại trong clip Chú Tiểu phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết, đồng thời trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.